nguy hiểm quá vậy. Đeo hai cái này chút xíu. Đi đi nãy là nó lên đó. Xuống quá nó, xuống quá nó bị mổ. Xuống quá mổ à. Ngoài ngoài. Xuống quá là mổ liền. Mổ đi. Nhiều lấy nhiều rồi. Rồi chạy hai luôn nè, tới hai nữa được nhiêu các bạn. Rồi xe cái đây kéo mát cho nên xem luôn nè. Chơi à? Chơi. Rồi kéo mát luôn. Nó đẹp mà. Nó chạm vô đó luôn không? À, gắn chụp vô. Dịch này mình test bấm cái bà tê 66 màu xám là được 60 cây nè, phải không? Nó đó không? Nó đó. Màu xám đen. Cố của anh nó kiên giang á, cái màu bà tê 68, 66 của anh mà cái đều xám các bạn. Test là được 60 cây ha. Này dịch đó đó, dịch mà đúng dịch, cái dịch đó là chạy máy này mới đúng nè. Dân màu bà tê 68. Sát nhỏ này nè. Xong rồi chạy qua chạy lại chạy hai quận cho nó thông thông đi ha. Còn mình xuống mình chạy sao. Xuống đây mới thấy màu xám. Đồ sạp của mình đó vậy? Làm cho anh luôn. Làm cho anh luôn hả? Mình cất chết tim rồi ghê quá ta. Hỏi chổi đi. Chỗ mất số à? Mày giữ mà chổi gì? Rồi vậy nó đi, chạy cho thông máy đi. Rồi hồi mình xuống mình đo km sao. Cho Hoàng Sang chạy hai ba quận khởi động đi các bạn. Nóng máy rồi ha. Turbo này muốn đạt tốc độ thì anh em phải chạy quận hai quận cho nóng máy. Đây là mình đang ở xưởng tiền Hoàng Sang nha các bạn. Ở chợ cây nãy quận căng cực cho mau ha. Mới xuống mặt cây vẫn còn gít. Tại vì hơi nặng máy. Máy là lý do mặt cây gít. Anh Tùng anh mua trọn bộ luôn anh em ơi, trọn bộ vỏ với máy luôn ha. Vỏ này cũng như mới mình nói khoảng trên 95%, tại vì vỏ này Hoàng Sang mua về để chủ là test máy thôi. Test xong thì bạn cũng kéo lên nhà, bởi vì mới tin luôn ha. Rồi anh Tùng kêu là lấy cái vỏ này luôn, chứ giờ đặt vỏ mới thì cũng hệt như thôi các bạn, kiểu dán hệt luôn á. Và sẵn có đây thì anh Tùng nó lấy bộ luôn, chứ không cần mà mình mua cái vỏ khác. Mình bán cái vỏ này xong thì vài bữa chắc Hoàng Sang cũng sẽ mua cái vỏ khác tương tự như thế này. Để khi test máy nó vỏ đó có test cho anh em xem ha. Bạn đang đổ về các bạn. Cá đi nha bạn. Chờ khởi động một tí đi ha, mình sẽ xuống mình đo km cho anh em xem sao. Đổ về quận 2 đó các bạn. Như là đang đổ về là ngược nước á. Đấy đổ lên là xuôi nước và ngược nước nè. Chừng nó không có mổ nghe anh em ơi, đi luôn ha. Tốc độ hàng 60-70 là cái vỏ này nó đi ru à, không có mổ. Vỏ này bắt tốc độ khoảng hàng 7 mấy. Mình có test máy clip rồi. À, tầm 7 mấy đổ lên là vỏ đi thẳng băng luôn. Đi luôn chứ nó không có mổ gầm gầm các bạn. Vỏ này thì sẽ là vỏ cổ kính 5m9 lấy 1m. Mình thích hợp cho nên mình chạy mấy cái máy dạng Yamaha BT 66 á, 68 sắc nhỏ. Mà anh em đổ luôn turbo như thế này thì chạy nó còn phê nữa các bạn, còn đạt hơn nữa nha. Chạy tốc độ cao là nó sẽ không bị mổ. Anh nó chạy
tốc độ này mình nghĩ cũng trên hàng 6 mấy là 70 đó, mà nó đi không có mổ gầm gầm anh em ơi. Sáu chục cây chưa? Trời. Mà xuống đâu luôn ấy. Hơi thấp hả? Cái bạc mũ rồi hả? Phải không? Đổi phải không? Đi vỏ này đi cỡ đó nó đi cũng thẳng chứ nó không mổ luôn nha. Cắt đêm nghe anh em ơi. Tốc độ nha hàng ca 60-70 mới là nó đi in ru rồi, không có mổ. Đó mình test hàng 75-80 nó chẳng đi ngon luôn. Không có mổ. Ừ. Tụi bô thì bao quéo hả? À? Bao hú hả? À? Không, lần này không hú dữ. Lấy cái gì? Hú quéo quéo phải không? Muốn làm gì làm phải không? Quéo nhiều la làng chứ không đi đâu anh em ơi, cũng vậy ha. Anh Tùng này anh đòi tốc độ cao chứ cần tốc độ dữ. Nhiều được chưa? Không được 80 thì không giao được. Này chưa bỏ cọc luôn các bạn, như Hoàng Sang test không được thì Hoàng Sang ôm luôn ha. Chứ là chưa bỏ cọc, chừng nào rồi anh mới chuyển cọc. Ấy lên này. Hả? Vô vô trong đi. Ờ vô trong chỗ nào cái đường dài ấy, cái bên kia đó. Đi bên cái gì cái nó nhỏ vậy đó. Đi. Đi bên đó nó ngoài trong đó này em hơn đây. Rồi, bắt đầu xuống vỏ trải nghiệm về tốc độ của nó các bạn, thử bao nhiêu ha. Hiện tại mình đang ở sân tiện Hoàng Sa. Mới vừa xuống rồi Hoàng Sa mới chạy xong bây giờ này, mình chạy đổi tốc độ luôn. Thời gian ma 3T68 sáng nhỏ màu đầu sấm đen anh em, sấm đen nhưng mà sấm nha. Màu sấm đen. Chứ mình chạy luôn cái vậy đo lại luôn vậy. Rồi thôi chạy chơi đi, ngồi lấy tốc độ xong. Rồi gọi thôi. Nhá nhá thử coi nhiêu rồi. Ờ, ta lo thử đi nhiêu luôn anh em ơi. Nhá chơi chơi nha, mình đang ngồi ở đây chẳng hạn. Không ngồi rồi, chơi đang ngồi mới lấy số sau. Thử mà. Đó, chuẩn bị qua trang đi, mình đón nghe anh em. Đi đây. Cô, mới nhóm ga lên là 34 cây rồi đó. 34. Chạy chút xíu nữa là 50. Rồi mát là 60. Lấy lộn cái chổi này. Lại đi. Không có dừa nó cao á. Thì dò nổi nổi không?
20 khối luôn anh em ơi. Chưa kéo hết cao đúng không? Chưa cứ ra được hả? Đây, cái đường quẹo kia. Ờ, như chạy khúc cái nào tới con quẹo con gắt là chạy em được. À, nguy hiểm quá vậy. Đây ha, cái này chút xíu. Đi dưới nãy là lên đó. Xuống quá nó bị mổ. Xuống quá mổ à? Ngoài. Xuống quá là mổ liền. Ngồi. Rồi này khủng ra, kêu lấy riêng à. Rồi. Rồi chạy hai luôn nè, tới hai nữa là được riêng các bạn. Ngồi xe cái đây kéo mát cho anh em xem luôn nè. Chơi à? Chơi. Rồi kéo mát luôn. Về nhà rắn vô rồi chạy nên. Về nhà rắn vô bà cá. Cá của ổng á, vô đây đạn không? Như về nhà rồi mình chạy không vòng hai vòng rồi. Nếu đạn rồi giao cho anh cái kính đó luôn. À.
con cá mà anh đòi tốc độ với hàng 80 triệu anh em ơi. Thì mình test 78 cây mà chở 2 thì ngồi chút xíu ngoài xe test lên thì mình nghĩ là tầm hơn trên hàng 80 chắc cứu vậy. Rồi mình sẽ đảo ra ngoài nha, đảo ra ngoài. Rồi vô đây, ngoài nó xuống đâu.